không quan tâm đến chuyện thắng thua, Hoàng Mập và Hoàng Yến đã có những trải nghiệm cho riêng mình, cùng giúp đỡ nhau, cùng vượt qua thử thách và mang đến cho khán giả những khám phá thú vị nơi vùng đất mới. Và bây giờ họ lại tiếp tục chuyến hành trình với thử thách cuối cùng, thử thách xin ở trọ. Bây giờ bạn hãy xin tá túc tại một ngôi nhà bất kỳ, có con hoặc người thân đi làm ăn xa, không có ở nhà. Nằm tại hẻm 316 phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, đường Phạm Phú Thứ. Mình phải đi vô cái hẻm này coi có ai cho mình ở không đây. Còn nếu không thì đêm nay em sẽ ra đi. Hoàng Mập đã có quá nhiều trải nghiệm trong việc đi xin nhà và anh luôn gặp được những người dân nhiệt tình, hiếu khách từ những ngôi nhà đầu tiên. Nhưng lần này thì sao? May mắn có tìm đến với anh hay anh phải gặp trở ngại gì? Chị ơi, cho em hỏi nhờ với, ở trong này ngõ nhà mình ấy ạ, thì có nhà nào mà kiểu cho em ở nhờ một buổi tối được không ạ? Ví dụ nhà chị có cho em ở nhờ buổi tối được không ạ? Dạ, có ba mẹ em vô thôi. Trên nhà chị thì có người nào đi xa không ạ? Tức là có ai mà đi làm ở xa không? Dạ, không có anh đi học ở xa đâu. À, có anh đi học ở xa ạ? Thế bây giờ cho em vào cùng được không ạ? Khác hẳn với hình ảnh Hoàng Mập sôi động và có nhiều kinh nghiệm, cô nàng tỏ ra sợ sệt rụt rè, nhưng để xem, may mắn có đến với cô. Con có một thử thách là phải đi xin được một nhà nào đấy để ngủ lại ạ, không mà phải ngủ ngoài đường ạ. Thế ông cô chú thì có nhà cô chú có phòng trống ạ, hoặc là cho con ngủ đâu ở quanh đây cũng được. Nhà cô chú không có phòng đó. Con mà không xin được nhà nào ở là chắc chắn là con phải ở ngủ ngoài đường. Cô đi là đêm là hôm các con khó ngủ, tại đêm là cô đi miết. À. Không sao. Không sao đâu. Thì chú mày dọn phòng. Ở đây không sao đâu. Người cứ làm đi chị. Vậy là Hoàng Yến rất may mắn khi tìm được chỗ ở ngay ngôi nhà đầu tiên. Con, ở đây con biết. Ở đây con biết nhà nào mà có mấy anh mấy chị đi học xa không? Chú, nhà chú có em út anh trai gì đi Sài Gòn học không? Hả? Con học Sài Gòn. Tối nay cho con tá túc được không? Chú tuổi thì con làm mấy công an á, tuổi đi làm. Còn ai có con đi học hay đi làm xa nữa không? Ra phương sau mới có cả nhà, có cặp vợ và chồng nhà. À. Có người đi xa không? Có người đi xa không? Có cái anh. Có người đi kìa, thấy chưa? Con đi làm. Con đi làm phải không? Rồi cảm ơn con. Ở đâu? Con chỉ con. Anh Phương ơi, anh Phương. Em là Hoàng Mập tìm anh. Anh mở cửa cho em vô đi. Chào anh. Anh có người con học ở ngoài Sài Gòn đúng không? Đi làm ở Sài Gòn đúng không? Hay làm gì? Con đứa đi làm ăn xa không? Thế rồi bây giờ con thì nhiều lắm bây giờ rồi. Giờ em điều tra đây rồi, tao nói là nhà anh có người ưa đi Sài Gòn. Có không? Cho em ở lại với anh đi. Tối em ngủ ngoài này cũng được, không sao hết, không làm phiền gia đình đâu. Chị cho em ở nhà chị bữa nha. Mai em đi. Dạ ơi, ok. Ôi, cảm ơn bà chị yêu dấu. Cho dù điều kiện chương trình đưa ra có khó đến mấy thì cũng không thể chiến thắng được sự may mắn và tính cách sôi động của anh. Xin chúc mừng Hoàng Mập. Chắc con bé đi thêm đi. Đi tìm chỗ nào đi chứ còn ở đây nó cũng hơi phức tạp. Cứ đi đi. Rồi nếu mà không được thì hãy quay lại. Vâng. Con xin phép đi. Tôi cảm ơn cô chú con nè. Luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng thực chất cô nàng vẫn yếu đuối khi bất ngờ gặp phải khó khăn nào đó. Nhưng đây có lẽ là trải nghiệm, hơn hết là động lực để cô nàng đi tiếp. Con chào chú, con phải đi xin một cái nhà để buổi tối nay có thể ngủ lại ạ. Dạ, cảm ơn chú. Nhà chú có ai mà đi làm ở xa hoặc là... Không, chú không ai đi làm ở xa hết. Con muốn xin ngủ lại ở nhà bà một hôm được không ạ? Trong nhà ai ít người thì ở đi. Vâng, con muốn xin ngủ lại nhà chú một hôm được không ạ?
đây không ấy được. Trời bắt đầu sụp tối, thời tiết thì khá lạnh, những ngôi nhà còn sáng đèn thì rất ít, mà Hoàng Yến thì đã vào 4 nhà nhưng vẫn chưa được, xem ra cô nàng sẽ gặp nhiều khó khăn đây. Chào cô, đây là nhà chú ạ? Nhà chú này. Con muốn xin ở nhờ. Chú biết rồi thì cháu đi đâu cháu đi. Dạ vâng. Nếu mà có gì kẹt thì chạy đâu ra những nhà chú thì động viên mau. Dạ vâng, không sao ạ. Con cảm ơn cô. Alo mẹ. Mẹ à. Mẹ đang ở đâu ấy? Đang tóc xốp. Con đã về đâu mà mẹ đi mua quần áo? Mẹ có biết con đang khổ sở đấy phải đi xin nhà không? Mẹ có cách nào để kiểu xin được vào nghỉ sớm nhất không? Bây giờ cứ đi hỏi thôi, bảo là bác ơi cháu đang làm cái chương trình như thế này và bác có thể giúp cháu được không? Mẹ nói giống như con nghĩ rồi. Thế thôi. Tưởng chừng gọi điện thoại cho mẹ sẽ đỡ chút lo lắng, nhưng dường như Hoàng Yến còn cảm thấy lạc lõng hơn. Ở đây mình á, sinh hoạt mình làm gì anh? Ví dụ ban ngày á, anh làm gì? Mình nghĩa là nó đúng ra là mình nói mà cao hơn, nó là marketing, nhưng mà chẳng qua nó chỉ là nhân viên bán hàng rồi gọi sale thôi. Ở ngoài năm nay dạ. Bao nhiêu rồi? 44. 44. Hoàng à, quê gốc ở đâu anh? Em tuổi quê gốc là Đồng Tháp. Đồng Tháp. Dạ. À, nhưng mà sinh sống ở Sài Gòn cũng 20 năm, hai mấy năm. Vâng, Hoàng cái làm gì? Vợ em lúc trước làm bên công ty lương thực. Rồi từ lúc sanh em bé rồi không có làm nữa. Hoàng là mấy con đó? Dạ hai con. Con lớn nhất. Con lớn 16 tuổi học lớp 10. Con nhỏ học lớp 2. Chị khai thiệt đi, cái đùi gà là chị chừa cho con gái Út chị phải không? Đi học thêm về nó ăn phải không? Chị đưa em ăn phải không? Thôi em không có dám ăn đâu. Thôi. Xin chào cô. Cô có thể giúp con cho con ở ngủ lại một hôm được không ạ? Nhà cô có ai đâu, tối nay chú đi kịp rồi. Kệ nó cháy cho ngủ đây chứ tội nó. Bị ổng nói rồi thì cho nó ngủ, nhưng mà ý nó nói nó đi làm công việc gì đó rồi. Dặn như mình coi tivi rồi đó. Nó đi thịt biết về. Rồi nhưng mà nó đi hết cái đây đã chừng nào nó không đi. Không có, nó quay lại gì nữa rồi quay lại. Cho con ở thì là con được vào luôn chứ không phải đi tiếp ạ. Vậy là qua đây đó. Qua đây nhà con ơi. Ô nhà này bán như khách sạn á. Cảm ơn cô. Nhà bán như khách sạn rồi. Dạy cô kêu nó về cho nó ngủ rồi sao rồi không thì nó đi đâu rồi, nó đi đi tới đâu có nhà thôi, nó đi đâu rồi nó khóc kìa, cho nó vô chứ sao thì nó đi đâu nữa. Có lẽ giờ này cô nàng vẫn chưa khỏi hoang mang và chưa tin chú Bình, người mà cô cho là khó tính cho cô được ở lại. Nhưng thật sự là vậy, những giọt nước mắt của cô đã làm siêu lòng những người chủ nhà hiếu khách. Xin chúc mừng Hoàng Yến. Alo. Đây. Em cha em gái đang ở đâu? Em tìm ở nhà mà, tìm ở nhà cho. Trời, giọng em sao thảm thê quá, đâu có thê thảm quá vậy? Em sợ. Cái vụ gì? Không ạ, thì đi xin mấy nhà không được thì sợ tối phải ngoài đường rồi. Còn em ăn gì chưa? Em chưa ăn gì. Rồi đừng khóc, coi đâu đi chơi vui thôi mà. Trời ơi, lần đầu tiên có người tham gia chương trình này mà khóc đó. Người ta cười, cũng là chị hai khóc, câu mới mốt lên truyền hình nha. Và mấy bạn Hà Nội nó ủa sao con bé này nó dễ khóc. Rồi bye bye cưng. Rồi bye bye cưng. Rồi. Chào con. Con tên gì? Con tên là Nguyễn Hương Lan. Nguyễn Hương. Đi à? Úc hả? Gốc Úc hả? Dưới hả? Học lớp mấy vậy con? Con học lớp 2C. Con cơm chưa? Chưa hả? Rồi, chú hiểu luôn rồi. Chú hiểu cái đùi gà của con chú ăn. Con có hát hò gì trong trường không? Trong lớp không? Hát hay lắm. Hát thử bài coi, hát cho chú nể coi. 2, 3. Quê hương em bố tay bao tươi đẹp đầm nơi.
thật quê hương. Ồ hay. À, hôm nay chú Hoàng Mập rất là vui khi đến ở nhà con. À, sinh ba mẹ con rồi, cho chú ở tá túc đêm nay. Mà con đi học về, chú chưa gì trơn, chú bắt con hát. Chú hỏi con quá trời nhiều việc. Bây giờ con ở dưới ha, con ăn cơm, con có thể học bài. Rồi con đi xuống dưới kia đi. Cảm ơn con. Sau một ngày vất vả, rơi không ít nước mắt, cô nàng cũng có được bữa cơm ấm cúng. Và câu chuyện giờ đây chỉ còn lại giữa cô và anh chủ nhà khó tính. Trước là chú chạy xe ca Bắc Nam. Chạy xe ca là ô tô ạ? Ngoài Bắc mình gọi là ô tô khách. À. Miền Nam nó kêu là xe ca. Thế nhưng mà tại sao là chú lại lên đây ở ạ? Tại vì quê chú hồi đó là bố chú, là ba chú là dân tộc Cớt, lên đây là đi làm cơ quan. À, làm ở trên này bưu viên thật luôn ạ? Làm bán thuốc Cớt. À. Chú lên đây lập nghiệp ở ban thủ. Rồi mới gặp cô. Cô là dân Bình Định. Chú cũng gốc Bình Định. Chú ở từ ngoài Bắc, từ nhỏ tới lớn. Có hai thằng con trai à? Thằng... Bao tuổi con? Thằng 88, thằng 95. Con 95 ạ. 95 là bằng con nhỏ. Bạn bằng tuổi con là đang học đại học ở ngoài thành phố Sài Gòn đúng không ạ? Sài Gòn. Ngôi nhà của vợ chồng chú Bình và cô Kim Anh thật sự rộng lớn, nhưng lại trở nên vắng lặng khi hai người con trai đã đến tuổi trưởng thành và rời khỏi gia đình bắt đầu cho con đường sự nghiệp của mình. Nhưng hôm nay ở đây lại trở nên ấm áp và đầy tiếng cười khi Hoàng Yến xuất hiện. Cô nàng không mang đến những gì lớn lao cả, mà nó chỉ là sự mộc mạc, dễ thương, gần gũi. Nhưng cũng chính những điều này lại làm cho những con người vốn chưa quen nhau lại dễ gần nhau hơn. Em ăn cơm xong, nhưng mà thật sự á, bé Út đi học về mà chị chủ nhà rất là thương Hoàng Mập, có cái đùi gà hả, chị cũng đem ra cho Hoàng Mập ăn. Nhưng mà hồi nãy tôi vô bếp, tôi điện cái thấy có đùi gà, tôi hỏi con bé là đi học mấy giờ, nó 7 giờ về, tôi biết chắc chắn chưa ăn cơm, vậy tôi lỡ ăn cơm hết rồi, tôi phải nấu cơm lại cho bé ăn. Con ơi, chút xíu con ăn cơm nha con. Để chú hâm gà cho con ăn. Chị, là gốc chị nào vậy ở đây hả? Hay là... Gốc chị về Dương. Còn anh? Anh không vậy. Anh không phải Dương không? Rồi vô đây lâu chưa chị? Chị lâu rồi. Phương Lan, nè, chú làm gà cho con, chú nấu cơm cho con nè, chút xíu con phải ăn đó. Nghe, chúc ăn nha, chúc con ăn, nghe. Thấy ghét quá. Nhìn nhóc nhớ con. Ăn hết, chú gấp tiếp cho nha. Chú sợ để thịt nhiều quá con ngán ăn hết. Rời mảnh đất Hải Dương xa xôi, hai vợ chồng anh Phương và chị Lĩnh tìm tới Buôn Mê Thuột để lập nghiệp. Cuộc sống giờ đây trôi qua một cách êm đềm, không sóng gió, thay vào đó là sự ấm áp nhân đôi khi anh chị chào đón thêm hai thành viên mới. Và đêm nay câu chuyện gia đình sẽ được bộc bạch cùng một người khách phương xa đã được gia đình anh cưu mang cho ở lại. Con sẽ hát, ba kể con nghe. Con sẽ hát cho mọi người nghe luôn nha. Khi xưa ba bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn vì ba cầm lạnh hai xương. Ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Đó là hình thằng cu nhỏ của cô. Bằng tuổi con đúng không ạ? À, 95 á. Tên là gì hả cô? Nhật Linh. Trộm vía giống bố ạ. Giống lắm luôn ý ạ. Bạn này cũng là ở trên Buôn Mê Thuột từ bé hả cô? À, mấy đứa nhỏ, sinh nhật á. Thì bình thường ở nhà là có bao giờ mà kiểu các anh gần gũi nói chuyện với cô này? Có, hai đứa con cô nó thương mẹ lắm. Ừ. Nó mua quà cho mẹ đủ thứ hết. Bao nhiêu lâu thì các anh về thăm cô một lần ạ? À, ngày lễ, ngày Tết.
Ôi rồi hai anh em mà. Ừ, thôi chứ không có lớn. Vâng, mà áo giống nhau luôn hả? Anh thì giống bố hơn, em thì lại hơi giống mẹ. Nhà con là hai chị em á, suốt ngày oánh nhau mà. Thế hả? Nhà con mấy người? Nhà con có hai thôi cô. Nhưng mà nhà con thì bây giờ là đang con với mẹ thì ở trong Sài Gòn. Còn bố con với cả ông nội với cả em trai con thì ngủ Hà Nội. Dạ. Dạ. Sao ở chung? À, tại vì là con phải vào Sài Gòn thì... là mẹ đi theo con luôn á. Dạ, vâng. Có lẽ câu chuyện của những người có cùng hoàn cảnh giống nhau là không được sống cạnh người thân yêu của mình càng trở nên khăng khít khi họ thực sự chia sẻ về những niềm vui, nỗi buồn của cuộc đời mình. Tối nay mình sẽ an giấc, ngủ giấc rất là đã ở đây. Mà rất là may à, ở đây có sẵn một cái gối ôm thì đi đâu thì cũng phải ngủ bằng gối ôm hết. Một buổi sáng xe lạnh tại vùng ngoại ô Buôn Mê Thuột thật yên bình, tĩnh lặng, và những người chủ nhà hiếu khách không quên đánh thức cô nàng bằng món ăn ấm lòng. Cảm ơn cô chú. Ôi, ngon quá. Đâu ạ chú? Đã tới lúc Hoàng Yến thực hiện lời hứa của mình đêm qua là phụ gia đình cào và phơi cà phê. Nhưng đầu tiên là phải chào hỏi những anh chàng khó tính làm nhiệm vụ canh gác này. Đây là tên là Mix. Thì đây là chú. Men. Nó là con cái chú, tên là Men. Men là vì hồi đó là nó hay chạy lăng quăng như thằng sách. Chờ nó đủ men sao. Men có nghĩa là men rượu. Chú ơi, chắc nó đã ngồi xuống rồi không ạ? Học gần đây không? Bao nhiêu xa? Mấy cây số? Một ngày đã không biết. Hả? Có không biết. Rồi một chút nữa chú sẽ gửi lại cái đĩa, nguyên bộ đĩa Chàng Mập Nghĩa Tình cho tặng con nghe. Con có coi không? Có coi phim Chàng Mập Nghĩa Tình chưa? Chưa. Chưa hả? Rồi chuyện này có nguyên bộ đĩa luôn cho con coi Chàng Mập Nghĩa Tình nha. Rồi xin nghe. Ha. Hãy chúc con đi học vui vẻ. À, con quá trời ngoan, quá trời chăm rồi. Dạ chúc con gì nữa. Bye bye con. Em thay mặt chương trình cảm ơn anh, cảm ơn chị, cả nhà đã cho em cùng chương trình ở lại một ngày. Em thay mặt chương trình cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi. Chúc anh Phương đi làm vui vẻ, cuộc sống lúc nào cũng tươi trẻ, giàu, nhất là giàu, muốn gì được đó. Nhất là mai mốt có cháu nội thật là xinh xắn, dễ thương. Anh đi làm vui nhé. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Đây là một trải nghiệm thú vị. Và có lẽ đây cũng là công việc mà Yến có thể phụ giúp gia đình trước khi chia tay, xem như là món quà, xem như lời hứa mà cô đã từng hứa. Nhưng đối với cô Kim Anh, Hoàng Yến như là một đứa con gái bé bỏng mà cô vẫn thường ao ước. Mặc dù chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, nhưng cô cũng cảm nhận được cái chân thành, trìu mến, dễ thương từ cô gái này. Nên đâu cần chi sự cảm ơn hay hành động gì đó để đáp lại. Thường ngày mình ăn gì? Thịt cá. Hả? Đổi. Thịt cá hay đổi hả? Đùi bán sao chị? 85 ma này. Trời ơi, bò em đóng đóng phi nó bán có 80 à. Nửa ký thịt. À, nửa ký thịt rồi gì nữa? Cắt giùm con đi còn tính tiếp. À, 200 gram thịt này. À, 200 gram thịt này. Gì nữa không? Không biết. Nhìn thấy cái vàng rau sạch này nè. Bằng thèm rau dễ sợ luôn. Ăn tự tin, ăn có thể là ăn sống được, nấu canh, xào thịt bò, bất cứ gì ăn được. Không biết là cô có gì muốn nói với cả hai anh không ạ? À, hồi tối là Linh có nhắn cho mẹ là được gặp thần tượng. Mẹ giờ biết là thần tượng Hoàng Yến đó. Là giờ coi như kêu là lên hình để cho con coi đó. Con mẹ trông mong cho con là có sức khỏe, lo học hành cho tốt. Thế còn anh lớn thì sao cô? Lớn thì đi làm.
đi làm rồi cũng ra ráng giữ gìn sức khỏe, Tết chuẩn bị về nhà. Ừ, đúng rồi. Đó. Mong các anh về nhà chơi sẽ rất là vui và sẽ được nghe mẹ kể câu chuyện hôm qua em ở đây như thế nào nhé. Phúc, anh là Hoàng Mập đây. Chắc em biết anh rồi, nhưng anh thì chưa biết em. Chỉ xem hình em ở trên Facebook thôi. Em đi làm ăn xa, nhớ giữ gìn sức khỏe, làm ăn phát tài, nhớ là có một người yêu rất là dễ thương để sau này cưới làm vợ nhé. Em cũng tranh thủ thời gian chạy về thăm gia đình mình thường xuyên em nhé. Nhìn đây nó chị nói một câu với con trai yêu dấu chị. Thôi thì con thì đi làm xa thì cố gắng giữ gìn sức khỏe, rồi công việc thì phải tập trung với chuyên môn. Ở nhớ nhà đã có bố mẹ và em, con sẽ an tâm trong công việc. Thấy cha mẹ nào cũng yêu thương con, quan tâm đến con. Em nhớ tranh thủ về thăm gia đình em nhé. Bye bye em. Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô chú đã cho con ở lại một đêm qua. Thì con cũng chúc cho cô chú làm ăn phát đạt, hai anh học hành mạnh giỏi và anh sinh năm 95 bằng tuổi con thì cố gắng khỏe mạnh hơn. Chú chúc bé trong cái đường công danh á, cố gắng rèn luyện mà làm sao mà để cho công chúng ngày càng yêu mến. Chị, hồi nãy em điện thoại cho chị. Phúc nói là bí mật, đừng cho mẹ Định biết. Nhưng mà tại vì giờ em phải chia tay chị rồi, em phải thông báo cho chị biết. Cái bữa cơm này em với chị đi chợ là nấu, ngoài cho anh Phương nè, bé đi học về nè, chiều nay Phúc cũng về đó. Nè, chị có thể nấu tất cả những món này để đón Phúc về, bốn người cùng ăn bữa cơm vui vẻ. Em phải chia tay chị ở đây. Rất cảm ơn anh chị và gia đình đã cho em ở lại một đêm. Dạ, con chào cô chú con đi. Bye bye, chào chú. Chào cô chú. Chúc chị cùng gia đình hạnh phúc, vui vẻ, làm ăn phát tài, nhất là sức khỏe, muốn gì được đó. Dạ. Sợ hôm qua gặp mà em nói chị rất là vui. Dạ. Chị nhìn thấy em trên TV thôi. Dạ. Qua thấy em vào cái là chị chú này. Thực tế là em rất vui vẻ. Dạ, em đi nha. Bây giờ có lẽ Yến sẽ đi mua một cái chậu hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, coi như là một món quà của Yến tặng cô. Và khi nào mà cô nhìn thấy cái chậu hoa đó thì có thể nhớ đến Yến. Cô ơi, lúc nãy cô tặng cho con cà phê mà con quên chưa có quà gì cho cô. Con mới đi mua một cái cây phát tài để cô để ở bàn làm việc ở ngoài kia. Để mong cho cửa hàng của cô làm ăn ngày càng phát đạt. Rồi, cô cảm ơn. Dạ, nhìn thấy cái cây thì nhớ đến con. Món quà thật sự rất nhỏ, nhưng nó thay cho tất cả tấm lòng Hoàng Yến dành cho gia đình, những người đã cứu mang cô trong lúc cô gặp khó khăn nhất. Và đây chắc chắn là một ký ức, là hành trang cho cô mang theo suốt cuộc đời mình. Chào anh. Chào em. Hai anh em cách nhau có một ngày trời thôi đó. Mày dễ thương quá à. Đem gì cho anh vậy? Tất nhiên là không rồi, của em thôi. Giao cái tặng quà anh hả? Đây là cà phê mà hôm qua em với cả cái cô chủ nhà cô ấy làm. Em, bây giờ em tham gia lữ khách lần đầu tiên, em rất là có nhiều cảm xúc em muốn nói và anh nhường cho em nói luôn đó. Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà được chương trình mời đi làm lữ khách 24 giờ. Được trải nghiệm rất là nhiều cái, những cái mà bản thân mình chưa được nghĩ là mình sẽ làm được như thế. Tè 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 tè. Cuộc vui nào rồi anh em phải chia tay thôi. Hẹn gặp quý vị khán giả trên HTV7 lúc 17:30 chủ nhật hàng tuần. Các bạn đừng bao giờ bỏ qua chương trình này nha. Bye bye. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.